Xin chào các bạn, hôm nay cơ điện tử Hiểu Phát mình bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà canh clip cái đầu cân XK3118T6B ha. Cái đầu cân này là cái máy in ha. Đây là cái máy in. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu đi. Đầu tiên mình mở máy thôi nha các bạn. Đổi số rất là nhanh ha. Này có đèn mình đang sạc pin. Cái này nó có cái là pin nó rời chứ không phải là pin nó nằm trong đầu cân. Thì để cài đặt, để vào chương trình cài đặt á thì nó có cái nút set này. Tức là nút set để mình vô cài đặt, cái reset cài đặt đó ha. Nhưng mà có điều là mình phải gạt zoom qua thì nó mới cho vào, nó mới cho vào trong cái phần cài đặt. Chứ bây giờ không gạt zoom là nó không cho vào đâu ha. Đó, đã khóa rồi. Có cái zoom ở sau đây. Đặt chỗ này. Rồi, gạt ra. Rồi, bây giờ thì chúng ta set. Đó. Đây là cái bước nhảy ha. Có thể là 1, 2, 5 nha các bạn, hoặc là 10, 20, 50. Bây giờ mình sẽ đặt cái này là 1 đi, 1 gram đi, 30kg 1 gram đi ha. Đây, đó D1, 1 gram là để D1 ha. Sau đó bấm nhấn enter. Rồi, này là số lẻ nha các bạn. 30kg thì nó có 3 số lẻ, 1 gram 3 số lẻ ha. 3 số lẻ. Rồi, enter. Cái này mặc định của nó nha, cái này mình không sửa ha. Cái này là 113 11113 này là cái mặc định của xuất xưởng. Đây, rồi bây giờ là hiện bây giờ nó đã ra 3 số lẻ ha. Đó, bây giờ mình mặc 30kg thì bấm 3. Không. Rồi, 30kg ha. Sau đó mình enter. Này, lúc này nó lấy điểm không thì mình đừng có đặt cái gì lên trên cái bàn cân ha các bạn. Rồi, nó lót 1, sau đó là mình sẽ đặt chuẩn lên cái bàn cân. Rồi, ok, mình cho cái đó là 10 kg đi. Ha, 10 kg thì mình nhập 10 kg vô ha. 1 kg đi, không cần 10 đâu, 1 kg thì mình cho 1 kg luôn. Rồi ha, nhập số 1 kg vô. Cho đó enter. Đó, nó là Q3 ha. Sau đó là enter. Rồi, ra 1 kg. Đặt thêm 1 kg nữa lên thì nó sẽ. Đấy. Nó 2 kg nè. 2 kg lấy xuống 1 kg. Rồi ha, lấy xuống 1kg, nó còn 1kg. Vậy là xong ha. Sau đó mình gạt cái zoom lại nha, gạt cái zoom lại, khóa lại. Niêm phong lại luôn.